Trời đang buồn à, đang buồn lắm. Xê quá mà, tại sao mà là anh mà không phải người khác? Thì dạo này em đang crush một bạn nam. À, em không thích một bạn nam không? Đẹp. Hay, đối với em, đẹp là được. Đẹp nhưng mà bà không biết một con người ta như nào đâu bà ơi. Đẹp lắm. Ui dồi ôi ông ơi, em biết đây là ai không? Đây chính là vị cứu tình của em ạ.